người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải TikTok và mua hàng, đặt hàng và hủy hàng trên phần mềm của TikTok nhé. Thì mỗi đợt mà nâng cấp cái phần mềm thì cách cài đặt nó lại khác nhau. Thường là các phần mềm nó cũng hay nâng cấp vài tháng thì lại nâng cấp một lần, như là cái phần đặt hàng hoặc là phần hủy hàng. Những cái video mình làm trước ấy thì nó cũ quá rồi, nó cũng không phù hợp nữa. Thì bây giờ mình sẽ làm tiếp một cái video phần mềm để cho các bạn hiểu rõ hơn về cách mua hàng và đặt hàng trên TikTok nhé. Đối với hệ điều hành Android thì mọi người vào cái phần chữ A cho mình để tải phần mềm. Đây là phần chữ A. Đấy, mọi người vào đây. Đó, mọi người tải phần mềm TikTok. Như mình ở đây thì mình đã tải rồi thì mình chỉ việc mở thôi. Còn đối với mọi người chưa tải thì mọi người vào cái phần kính lúp ở dưới, nhấn tìm kiếm, sau đó ấn vào phần trên chỗ kích TikTok này để mình tải nó về. Khi mà ấn TikTok xong thì là nhấn vào đây nhé để có kết quả. Đó, khi nó hiện lên như này, nếu như cái phần mềm mọi người chưa tải thì nó sẽ ấn nhận. Ví dụ như đây, phần mềm này chưa tải thì mọi người ấn nhận ở đây. Đối với TikTok cũng như thế, mọi người ấn nhận đây. Còn khi mình đã tải rồi thì là phần mềm đấy nó sẽ được hiện ở trong máy. Thì mọi người có thể mở ở đây hoặc mở trên máy cũng được. Như mình hay mở trên máy thì cho cửa sổ nó rõ hơn. Thì cái phần mềm đây, phần mềm TikTok nó có cái chữ alpha beta gì đây. Đó, cái phần đen đen này thì là một người ấn vào. Đối với dòng máy mà khi mọi người chưa cài đặt mà cài đặt về nó chỉ này hết đấy, nó chưa có tài khoản gì đấy. Đây là cái một phần mình có tài khoản rồi này. Đó. Mình cũng có tài khoản rồi. Đây, ấn trở về cho mọi người xem. Đấy, phần hồ sơ tài khoản hộ thư của mình là có hết rồi. Đó, thì lên là như thế này. Còn đối với mà máy mà còn chưa có phần mềm gì thì nó sẽ như này. Nó chỉ có như này thôi. Thì là một người ấn vào chữ hồ sơ nó không có cái gì. Còn nếu mà có rồi nó sẽ như này. Sau khi mà mọi người muốn đăng ký hoặc là đăng ký để tải, chờ mình một chút nhé. Đăng ký để tải thì là mọi người ấn vào cái phần đăng ký để mọi người làm hồ sơ. Đây, ví dụ như là chưa có tài khoản thì mọi người sử dụng cái tài khoản nào để làm cái tài khoản TikTok chính. Ví dụ như là số điện thoại hoặc là Facebook hoặc là Google. Nếu mọi người chưa có số điện thoại thì mọi người có số điện thoại thì mọi người ấn vào cái số điện thoại nhé. Còn đối với những cái tài khoản mà mình đã có như thế này rồi thì mọi người chỉ việc mua hàng thôi. Sau khi mà mình ấn vào Google nó sẽ quay như thế này. Còn đối với máy tải rồi nó sẽ hiện luôn lên này. Đó. Thì nó sẽ hiện lên cái tài khoản là tên là gì, làm như thế nào. Đó. Thì nó sẽ hiện tên đây. Thì mọi người sẽ điền tên vào. Xong bắt đầu điền mật khẩu nào mọi người ấn dễ nhớ nhé. Đó. Xong mọi người vào cái phần phần màn hình chính cho mình, nó sẽ có hiện trang chủ, bạn bè và dấu cộng, hộp thư, hồ sơ. Thì mọi người mua hàng thì mọi người nhấn vào cái phần tìm kiếm và trang chủ này, xong rồi nhấn vào phần tìm kiếm. Đây có phần kính lúp đây, mọi người ấn vào phần kính lúp như này. Tên shop của mình là xưởng xịn Nguyễn Sâm, có số điện thoại là 0983
năm 1796 thì mọi người ấn ra được như đây, ngấn sửa gì. Nó ra sai. Thì xong rồi mọi người ấn cái nút ở dưới là nó ra. Cái phần tài khoản của ở trên của mình là cái phần tài khoản để mình bán hàng. Nếu mọi người muốn nó xem những cái sản phẩm mới mình đăng thì mọi người follow luôn. Đó. Như này mọi người đã follow rồi đó. Tài khoản dưới là mình dùng chơi thôi, còn chủ yếu là bán hàng ở tài khoản trên. Thế nên Nguyễn Sâm, ở dưới chỉ có chữ Sâm không. Mọi người ấn vào đây. Sau khi vào phần mềm của shop mình rồi thì mọi người vào cái phần trưng bày để mua sản phẩm. Còn nếu mà để xem video giải trí thì mọi người mới xem mấy video ở dưới nhé. Đó, cái phần đỏ đỏ này. Đó, người ấn vào phần trưng bày. Số điện thoại của mình là 0983517796. Cảm ơn mọi người thì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nhé. Đây. À, để mà mua chọn mua cái sản phẩm mà ưng ý nhất này, giá rẻ nhất, giá vận chuyển hợp lý nhất thì mọi người cứ đọc đi. Nhìn lên đây thì mình sẽ có lựa chọn sáng tạo đề xuất hàng bán chạy nhất và giá. Thì mọi người đừng quan tâm đến giá vội nhé. Mọi người ấn cho mình vào cái chỗ hàng bán chạy nhất. Đôi khi giá rẻ nhưng mà chất lượng nó khác. Nên là mọi người không thể nào biết được hàng nào là giá nào như thế nào đâu. Nên mọi người ấn vào cái sản phẩm bán chạy nhất để mọi người xem cái sản phẩm đấy nó ok không, bao nhiêu người mua và lượt mua người ta đánh giá thế nào, tức là sản phẩm đấy tốt không, nó dùng như thế nào, hoặc là shop đấy phục vụ như thế nào, giá cả nó mới đúng đúng với sản phẩm hay không. Đây, sau khi mọi người nhấn vào phần hàng bán chạy rồi thì mọi người để ý đánh giá bằng chỗ là đã bán. Như sản phẩm này đây, hỗ trợ giảm mụn, họ đã bán 32 329,3k, tức là 329.000. Đấy, 329.000, hơn 300 gì đấy một tí. Còn sản phẩm bên cạnh là tinh dầu bưởi, họ cũng bán là 28,9.6k, tức là 28 289.000. Đấy. 6K kia là cái lẻ lẻ đấy mọi người ạ. Đó, cái lượt đánh giá để mình xem như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem. Ví dụ như là cái áo này đây, mọi người muốn xem lượt đánh giá, không biết là áo gì mà 29.000 giờ vàng giảm giá đây. Còn 159.000 đây, để xem họ đánh giá như thế nào. Cái áo này dễ, mọi người gõ một cái vào đây. Đó, hiện lên là ưu đãi giờ vàng, giá chính của nó là 170.000, giảm giá còn 29.000 đồng. Thì mọi người xem cái giá 29.000 đồng để xem là khách họ đánh giá như thế nào nhé. Đây, vào cái phần là mọi người xem phần đánh giá ở dưới này. Đấy, mọi người xem rõ phần đánh giá của khách hàng, chúng ta ấn vào chữ xem thêm ở bên phải đó để đọc các phần đánh giá xem nào. Có người nói rằng hạnh phúc đơn giản, cái này mình không nói đi, nhưng kiểu như người ta áp vào để người ta nhận xu xu, tức là nhận một cái phần tiền lẻ của shop rồi đấy. Ừ. Đấy, cái phần này đánh giá đã thực rồi đấy, 5 sao này đó. Phần đánh giá của người ta lười đánh giá quá, người ta sao chép tạm cái gì vào để người ta giá. Phần này cũng mở hàng cũng có quá là ưng ý luôn. Cái này 95k này, giá này là lúc chưa giảm đây mọi người. Đây. Đấy. Đây, có hình ảnh người mặc đây cũng đẹp. Được. Nói chung là gần như là 5 sao hết. Thì đối với 5 sao thế này coi như là sản phẩm rất là gọi như là cũng tạm tạm là ok. Cũng rất là ok so với cái lượng người mua anh nghe 5 sao là 22,6k, tức là 22.600 bao nhiêu đấy.
là đánh giá 5 sao, còn lại là 4 sao, 3 sao gì đấy. Thì mình ấn trở về để mình mua sản phẩm. Máy thì đã đưa. Đây, như thế này. Là mua sản phẩm. Thì một là mọi người có tiền thì là mình ấn vào mua luôn, buy with. Đấy, coupon gì đây? Coupon. Coupon. Còn nếu mọi người không có tiền mà mọi người muốn để dành à, thứ bảy mình có mới có lương thì mọi người ấn vào thêm giỏ hàng. Khi mọi người có lương rồi thì mọi người sẽ vào phần giỏ hàng này đây. Mình ấn vào giỏ hàng. Đấy. Thì ở cuối tuần mình vào giỏ hàng ở phần trên mình mua. Đây mình ấn vào giỏ hàng. Mình muốn chọn màu xám này cho nó sáng. Không ai cỡ này đâu. Cỡ 50 cân đến 63 cân thôi. Còn lại cỡ còn lại to quá. Số lượng đây ấn dấu cộng hoặc dấu trừ để thêm hoặc bớt. Mọi người ấn xác nhận. Thì à, đấy, nó lên cái phần giỏ hàng, nó lên cái chữ đỏ luôn. Đó, đã thêm vào giỏ hàng. Thì khi nào mọi người có tiền, mọi người chỉ cần vào đây là mọi người biết à cái sản phẩm lần trước mình đã mua, mình đã để đây nhưng mà mình chưa có tiền. Còn nếu như trường hợp mọi người mua ngay, mọi người ấn vào đây cho mình. Thì đây, nó có chữ mua ngay. Mua một thì mình để một cái thôi, mua hai mình để hai cái. Sau cái phần này nó ghi là thêm địa chỉ giao hàng. Tài khoản bạn không có địa chỉ thì mọi người thêm địa chỉ mọi người vào. Địa chỉ ở đây 84 là mã ở Việt Nam. Thông tin liên hệ mọi người có thể để tên bằng cái tên họ tên của mình hoặc tên không được. Ví dụ đây mình tên Sâm, người Sâm để sạm được. Thì mình không thích hay để giấu. Nhiều khi người ta quên cái người ta chuyển sang người khác luôn. Đấy, số điện thoại của mình là 0983 517 796. Đó. Cái này nếu mà mọi người không hay dùng số điện thoại này, mọi người có thể dùng SIM 2 hoặc là khi nào mình đặt hàng mọi người riêng một SIM ra thì mọi người có thể nhấn số khác cũng được. Đó. Tùy mọi người thích để cái SIM nào, ví dụ SIM nào mình hay mua hàng thì mình để cái SIM mua hàng, hoặc là SIM nào mình hay dùng ấy, thì mình để cái SIM hay dùng đấy để còn giúp họ còn gọi mình. Như mình này, số này là mình số mình hay dùng, còn số kia thì thường mình hay liên lạc trong phần mềm của giao hàng. Đấy. Phần thông tin địa chỉ này mọi người cứ để là Việt Nam nhé. Cái phần 84 số này kệ nó nhé. 84 là mã Việt Nam. Chọn khu vực, tức là mọi người chọn tỉnh, tỉnh mọi người là tỉnh gì thì mọi người ấn vào tỉnh đấy. Ví dụ như là mình ở Phú Thọ đi, chưa thấy Phú Thọ đâu cả. Phú Thọ nó ở đâu đoạn này nhỉ? Đó, trong huyện đây. Đấy, xong mọi người ấn địa chỉ vào, ví dụ như để ấn địa chỉ này. Xong rồi nhập thông tin khác để nhận đề xuất. Mọi người có khu có thôn gì mọi người cho vào. Còn nếu mà không có thu có khôn gì thì mình ấn tiếp tục. Đấy, địa chỉ ở đây là thiếu 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 thôn, nó sẽ hiện chữ đỏ này. Mọi người ấn khu. Khu 8 đi. Nó vừa hiện lên khu 8 này. Người chờ mình nhé. Cái này thông tin liên lạc đây này. Mình ấn một tay nó lâu.
Sau khi mọi người ấn xong địa chỉ thì mọi người ấn lưu cho mình nhé. Này, phần này là ấn lưu. Sau khi ấn xong phần địa chỉ thì là nó máy nó sẽ tự lưu địa chỉ. Các bạn chỉ việc đặt hàng thôi. Đây, phần này là chiết khấu của TikTok Shop. Thì nó sẽ áp mã cho các bạn là mã khuyến mại và mã vận chuyển này rồi. Còn mình muốn kiểm tra thì mình ấn vào cái phía mũi tên này. Mũi tên lớn nhỏ này. Còn số lượng mình muốn kiểm tra thì mình nhìn trên xem đúng số lượng chưa. Này. Còn phần này là giao hàng miễn phí. Đó. Mọi người ấn vào phần chiết khấu TikTok của shop để kiểm tra xem phần này nhé. Đó. Cái này là nó đã giảm 60k đối với đơn hàng trên 80k và miễn phí vận chuyển. Đấy, đã giảm 7.000 phí vận chuyển và gần như đơn hàng là mình đã miễn rồi. Thì mình tắt đi. Cái này nói chung là các bạn không quan tâm lắm đâu. Nó giảm được nhiều thì làm càng tốt cho mình thôi. Cái này mình chỉ quan tâm đến lúc cái phần tổng tiền thanh toán và cái phần áp mã này nó đã hiện cái đã quy đổi này là ok. Sau khi phần miễn phí vận chuyển đã xong thì mọi người nhìn cái giá thực tế của nó là 89 và cái số tiền thanh toán đây, tổng phụ là 89, tức là cái giá sản phẩm. Sau khi mà đã chiết khấu những phần ở trên đi rồi, mọi người có thể thấy là chiết khấu của TikTok Shop này, vận chuyển là shipping này, nên là shipper đấy. Tổng 29.000 là cái phần thanh toán của mình, là phần đen dưới cùng này mọi người nhá. Đó. Và nó đã ghi là bạn đã tiết kiệm được 102.500 đồng. Thì mọi người ấn vào đặt hàng. Đó. Sau khi đặt hàng thì mình thì hiện nó hiện là đã áp dụng chi phí vận chuyển như chưa hiện cái phần thanh toán. Thì mọi người xem ở cái phần phương thức thanh toán đối với thẻ ghi nợ hoặc là các bạn thanh toán qua thẻ ATM. À, tức là cái phần mềm banking đấy. Thì mọi người có thể điền số ra đấy xong bên phần mềm họ sẽ gửi mã về điện thoại của mọi người, số tài khoản hoặc là số thẻ thì là sẽ gửi mã về cho mọi người nhé. Còn đây là mình thanh toán khi nhận hàng thì tích vào cái ô tròn tròn mờ mờ đây, mọi người có thể thấy. Sau khi mà ấn xong phần thanh toán, mình nhớ kiểm tra là cái phần chữ cuối màu đen của cái phần sản phẩm ấy nhé mọi người nhé. Đó, chủ yếu là cái chữ cuối cùng này, này. Đó, chữ cuối này, cái tổng thanh toán ở dưới cái chữ tổng này là cái chữ để mình thanh toán số tiền khi mà mình phải trả cho shipper. Đó, mình ấn đặt hàng thì nó sẽ loát lên cho mọi người xem như thế này. Dạ, đã đặt hàng thành công. Đó, nó sẽ tích về như này. Đã gửi đơn hàng thành công. Trong trường hợp mọi người muốn thay đổi địa chỉ do ấn nhầm địa chỉ thì mọi người ấn vào đây. Còn muốn xem đơn hàng mọi người ấn vào đây xem nhé. Đó. Trong trường hợp mình muốn thay đổi địa chỉ thì mình ấn vào thay đổi địa chỉ. Muốn hủy đơn hàng mọi người có thể hủy trực tiếp vào đây hoặc vào phần hồ sơ. Nếu mà hủy trực tiếp vào đây mọi người chỉ cần ấn hủy. Còn nếu mọi người ấn ở trên phần hồ sơ, tức là ở ngoài, thì mình sẽ ra ngoài cho mọi người xem nhé. Đây là hủy đơn hàng nhé. Mình sẽ ra ngoài cho mọi người xem này. Mình thoát hết cho mọi người xem. Như kiểu là mình mua rồi, xong rồi mình thay đổi ý định. Mình thấy giá nó cao quá hoặc là như thế nào đấy, mình lại không mua nữa. Thì mình lại phải vào phần mềm của nó. Đó. Đây, coi như là phần này mình thoát ra mọi người nhé. Coi như phần này mình phát ra thì mình vào phần hồ sơ. Đó. Hồ sơ sẽ có cái phần hộp thư, nó có màu đỏ này. Mọi người ấn vào hộp thư cho mình. Ở cái phần TikTok Shop, mọi người nhìn cái hình cái làn ấy, rõ không? Nó có một thông báo đấy. Là đơn hàng của các bạn ở đấy. Này các bạn kiểm tra cái đơn hàng của mình. Đơn hàng đã được đặt. Mình ấn đơn hàng này đã được đặt này. Ấn vào đây để hủy đơn hàng. Nếu mọi người đã thoát ra rồi thì ấn vào đây để hủy đơn hàng luôn. Mọi người nên hủy luôn nhé. Để trong trường hợp tránh trường hợp shop họ gửi nhanh quá thì hàng đến mất. Đó. Thì họ hỏi là
Lý do của mình hủy là gì? Cho chúng tôi biết lý do của bạn hủy. Thì như mình đây, thì mình đang làm video thì mình ấn vào cái phần đơn đặt hàng được tạo do sự nhầm lẫn. Còn các bạn thấy giá cao hoặc như thế nào thì mọi người tích vào cái lý do hợp lý của mọi người nhé. Đó. Sau khi mọi người tích vào phần đỏ này rồi thì mọi người nhớ là ấn gửi để thành công nhé. Còn nếu mà mình không ấn gửi là không hủy được đâu, đơn hàng họ vẫn gửi đi đấy. Trong trường hợp có shop, họ vẫn thu tiền phí khi mà mình xem hàng. Đấy, trường hợp đấy mình vẫn phải ghi bởi vì mình đặt hàng rồi mà. Mình vẫn phải trả cho ship mọi người nhé. Nên là như thế, bởi vì trong trường hợp shipper họ cũng phải ăn phải uống thì họ mới làm việc được. Còn nếu như mà mình cãi chày cãi cú là tôi có làm gì đâu mà phải 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 trả tiền ấy, thì mọi người ai ai mang cái sản phẩm đấy đến để cho mọi người xem rồi tự nhiên các bạn đi đặt hàng tùm lum thế, mình không có một tí trách nhiệm nào với xã hội cả. Nên là các bạn, nên là nếu mà nhầm thì các bạn hủy luôn, ít nhất là trong nửa ngày thôi nhé. Sau khi mà đã hủy xong nó sẽ có chữ đã hủy ở đây là mọi người đã hủy thành công đơn hàng. Còn trong trường hợp các bạn lại muốn mua lại hoặc các bạn lại muốn vào phần giỏ hàng mọi người mua thêm thì mọi người có thể vào phần giỏ hàng như lúc đầu mình hướng dẫn nhé. Đó. Như thế này đây. Các bạn lại vào phần trang chủ để mua. Đấy. Mình lại vào cái phần sản phẩm này. Tìm shop của mình để mình mua đã. Này, ấn vào phần shop này. Nhấn mọi người nhớ là phần mọi người vào phần trưng bày thì cái phần khi mọi người mua hàng thì nó có cái giỏ hàng nhé. Đây ví dụ như là sản phẩm này mọi người gõ vào đây thì nó mới có cái giỏ hàng trước cho mình ở đây. Ví dụ là cái áo này mình nhấn vào giỏ hàng lần trước á, mình để đây này, bây giờ mình có tiền là mình mua này, thì mọi người ấn vào giỏ hàng mọi người lại mua cái sản phẩm mà mọi người để dành nhé. Còn trong trường hợp mọi người không muốn mua thì mọi người có thể gạt ngang cái sản phẩm này, có cái chỗ xóa để cho mọi người xóa đi nhé. Có cái thùng rác đây này, mọi người xóa đi là ok rồi nhé. Thì hôm nay mình quay video thì vừa làm cho mọi người, máy cũng hết sắp hết pin rồi. Thì có gì mọi người thông cảm nhé. Còn mọi người muốn mua những sản phẩm uy tín chất lượng thì mọi người nhớ vào cái phần tìm kiếm và ấn chữ xưởng sỉ Nguyên Sâm hoặc số điện thoại là 0983 517 796 rồi vào phần trưng bày để mua hàng nhé. Đó. Nhớ mọi người vào phần trưng bày để mua hàng nhé. Đúng rồi. Là mạng nó cũng bị đơ một chút. Mọi người ấn vào đây. Thường sĩ Nguyên Sâm, nhớ là phần vào phần trưng bày mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.